Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng gọi tắt là MCD tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình Thành phố sạch đại dương xanh tại Đà Nẵng. Hội thảo được tổ chức với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với gần 50 đại biểu từ hai đầu cầu Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình Thành phố sạch đại dương xanh gọi tắc là CCBO là một chương trình mới về tăng cường quản lý rác thải rắn và giảm rác thải nhựa do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ trong thời gian 5 năm từ năm 2021 đến năm 2024. Đà Nẵng là một trong bốn thành phố tại Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình. Ta hội thảo các bên liên quan đã giới thiệu về chương trình thành phố sạch đại dương xanh tại việt nam nói chung đà nẵng nói riêng đặc biệt là kế hoạch hợp tác và hỗ trợ mà chương trình dự kiến thực hiện thảo luận trao đổi các giải pháp phương thức kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các sáng kiến của chương trình thành phố sạch đại dương xanh tại đà nẵng theo đó trong khuôn khổ chương trình đà nẵng sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực về quản lý chất thải rắn nói chung rác thải nhựa đại dương nói riêng, thông qua cơ chế hợp tác với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng những hỗ trợ kỹ thuật và nhiều hoạt động khác. Đặc biệt, Đà Nẵng cũng được hỗ trợ triển khai dự án tăng cường hợp tác công tư trong việc tái chế phục hồi rác thải và kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng với kinh phí 161.000 đô la Mỹ.